Xin chào các bác nhé. Hôm nay mình lại đi câu. Bây giờ đi câu ở ngoài cái đập. Đập này là cái đập hoang. Bây giờ đi kiếm cá ở đập đây thì khó câu lắm, do là cái đập này không có ai nuôi cá. Cá chim giống này mua không? Cá chim giống mua ở bên bán cá giống á. Chỗ đó luôn có bán mà. Yên dính cá các bạn đang thu cần của yên dính. Thế mới hài chứ. Chiều muộn mới dính. Cái tâm. Cái bờ đâu rồi? Cơ đợi ký nữa, đợi ký. Dòng dòng nó sát sát lên mới vượt được. Đây trơn lắm. Nè cậu vượt đi mày. Vượt cổ đuôi lên á. Vượt cổ đuôi lên nhá. Xúc luôn, xúc luôn. Xúc luôn, nó lại chạy ra. Rồi rồi. Mang lên kêu luôn mày, lên mang lên luôn. Cần thủ phát lên cá. Cái này cái cần của mình nhưng mà nó dịch được, đang thu cần mà. Mình quay cho nó luôn. Chấm. Để hôm nay được hai con cá chấm nè. Con cá rô bé. Tháo lưỡi đi. Tháo lưỡi đi. Đây dưới đây cá rô bé. Rô bé đâu có thèm quay được. Đây nè. Thôi thu đồ về luôn nha các bạn. Xong rồi á. Đẩy thu ba cái cần rồi. Nên là được một con nên là có video, chứ lâu lắm rồi không được con cá nào. Còn quay xong rồi về không ạ? À?